Vâng, mình chào quý vị cùng các bạn. Chúng ta lại đi tham quan những các gian hàng chợ các bạn ạ. Một cái khu trưng bày những cây hàng chợ thế nhưng lại rất đẹp. Toàn những cây đẹp như trong triển lãm. Và toàn những cây cổ già mịn tít đấy các bạn nhé. Đúng không? Bây giờ những anh em đi cũng hàng rất chất lượng. Từ những cây hoàn thiện này. Rất nhiều cây hoàn thiện ở đây. Ngoài ra cũng có những cái phôi rất già, mịn tí Bonsai Linh Vượng sẽ review cho các bạn xem từng tác phẩm một các bạn nhé. Hôm nay Bonsai đang đứng trước nhà vườn Lê Bang. Anh em xem có gì thì liên hệ qua cái số điện thoại này. Và đây cũng là một cây xanh cổ này. Các bạn nhìn là mịn tít đó. Rất già. Và cây hoàn thiện rồi các bạn. Vì anh em có thể chỉnh sửa lại cái phần bông răm cho nó mịn màng hơn, cho nó đẹp hơn. Còn thân pháp thì cơ bản nó đã ổn và các tay cành bông tán là xong rồi. Được cái bộ thân pháp này các bạn này. Đấy, bệt bạt ra phết. Cây cốt chậu lâu năm. Thân già sụn xịn. Đấy, đây là một cái bộ răm. Bộ răm cũng dày răm lắm các bạn. Già sụn xịn. Thì về phải chỉnh sửa lại thêm cái bộ răm cho nó rích rắc, lọc thêm các bạn. Nó sẽ đẹp mít mút mắt nữa. Bộ già thì ok rồi. Đấy, cái cổ đây. Sau đây nó hơi bị lợn bóng các bạn. Cây vút lá đi rồi nó càng bị lợn bóng tợn. Chỗ này thì có một bộ ba xanh cổ. Cái này cây xanh răng trực này. Cái kia đẹp hơn đấy. Cái này tay cành thì nó hơi kém. Đấy, cái đường tay cành này nó hơi hạn chế hơn. Để chỉnh sửa lại những cây cổ thì nó chỉ thế thôi các bạn. Đây. Cái này thì toàn cây cốt chậu lâu năm già này. Nó đỏ cây đấy. Hôm nay mưa xuống nó đẹp. Đây được cái răng siêu siêu lượng đẹp này các bạn. Cây này đẹp. Có cái bộ bệ kinh khủng khiếp. Chảy. Tràn chảy, chun chảy à các bạn. Đó, các bạn nhìn cái bộ bệ này thì chấm hết luôn cái thân pháp. Bệ này bệt bạt. Trời ơi, này nhìn phê chưa? Đấy, cái này ngắm thì đã thật cái phần này. Chân bệ này thì miễn bàn luôn các bạn ạ. Đây là cái bộ răm dày lắm, răm dày đẹp. Đây này, này gặp một cây xanh rất già này. Già khô gân guốc các bạn. Cái này thì gần lắm. Này, cái bộ bệ ghê không? Đúng cây cổ. Bản chất cây cổ đây các bạn nhìn. Già gân guốc ra này. Ngày xưa ôm đá gì đây. Bằng vàng. À nó là một dạng đá thấm thủy. Nhưng đá thấm thủy già dày các bạn. Già già. Thì nó rất là dày. Cứng. Cái xanh cổ này thì già đỏ au cây. Đây, cốt này già lắm này các bạn này. Ui, cái này già trắng như vôi. Đồ quý ra phết đấy.
rồi lại ngắm một cái cây phôi này. Vâng, ngắm chứ à? Vâng. Đẹp quá, đẹp chưa? Rất nhiều cái đẹp. Chốt được cái nào chưa? Chốt đây, chốt đây. Anh em gặp Hà Giang là bên. Rất nhiều cái già. Đấy, ra hàng Hà Giang rất nhiều cái già nhá. Dàn hàng này chuyên đồ già. Toàn đồ già mà anh em báo giá lợn chết đấy các bạn ạ. Wow, con trực núi đẹp quá, già xuân xịn. Thế hôm đó mấy anh em về vui không? Thực ra hôm nay mà không bảo mấy anh em đi ăn là mình không đi ăn được ở nhà. Mỗi lần đi thì nó nhẹ người. Mới đúng anh à? Anh lên một ngày làm gì? Đây thì bảo không có anh em nên là em ở nhà vui rồi. Sáng nay vừa ăn đồ này đẹp đấy các bạn. Miệng lại vừa ăn cơm vào mắt. Vui rồi, vui rồi. Chiều về tiếng về một giờ. Ai chả về si rất thông về anh. Chuôn sụn nữa về giả khô cây nhân nhiều bồi keo bo sẹo ghê nhỉ, nó đùn manh nhanh ghê, tốc độ rất nhanh. À có cái quay lơi đẹp này. Bóng dáng đẹp quá. Đây này của Hà Xuân Lợi. Cái này cứ liên hệ với Hà Xuân Lợi. Này các bạn này, ngắm bộ cái cổ đây này. Cái cổ này mới xịn này. Mịn tít. Bộ vị ngon chưa? Đây lại có tí nước mưa vào cái đỏ au cây, độ già nhìn phê thật, phê già. Đấy, ngắm bộ vệ này. Cây xanh cổ nữa đây. Rất nhiều cái đẹp, có gì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho anh em nữa nhé. Rồi bạn sai đi vượt xin được kết thúc video đây. Xin chào và gặp lại các bạn ở video không, tiếp theo. Rồi. Tôi đi đâu?